Chiều ngày 17 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuyên án vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế thành phố Cần Thơ. Theo đó, khoảng từ năm 2017 đến 2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỷ đồng. Công ty NSG của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga và công ty Bình An đã trúng cả 4 gói thầu. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Bị cáo Nga là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện 4 gói thầu, Nga đã chi cho cá nhân Bùi Thị Lệ Phi 3 tỷ đồng, chi 200 triệu đồng cho Cao Minh Chu. Hội đồng xét xử cho rằng, tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và các lời khai phù hợp với nhau. Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, cựu chủ tịch hội đồng sáng lập NSG Group, người cung cấp các thiết bị y tế là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là người trực tiếp quản lý vốn của nhà nước, đối tượng giữ vai trò chính trong nhóm các bị cáo thuộc ban quản lý dự án của Sở Y tế Cần Thơ, tạo mọi điều kiện cho các công ty của Nga trúng 4 gói thầu. Bị cáo Cao Minh Chu, cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ là người trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp mình thực hiện trái quy định pháp luật. Chu đã cùng bàn bạc và thống nhất với Phi thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội như cáo trạng truy tố. Về số tiền thiệt hại do các luật sư yêu cầu xem xét, hội đồng xét xử thấy rằng số tiền thiệt hại là đúng theo quy định. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo Phi và Chu có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng. Bị cáo Nga có công đóng góp cho xã hội, đặc biệt Nga xin bồi thường hết thiệt hại. Ngoài Phi, Chu và Nga, các bị cáo còn lại phạm tội là người làm công ăn lương, vì mưu sinh nên cần giảm nhẹ. Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt. Quyết định căn cứ khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 điểm G khoản 1 điều 52, điểm B điểm S khoản 1 khoản 2 điều 51, khoản 1 điều 54 điều 17, điều 58 điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 xử phạt Hoàng Thị Thúy Nga 8 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thời hạn tù tính từ ngày 1 tháng 3 2021. Cấm bị cáo làm công việc liên quan đến đấu thầu trong hạn 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Căn cứ khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015, điểm G khoản 1 điều 52, điểm B, F, V, X khoản 1 khoản 2 điều 51, khoản 1 điều 54, điều 17, điều 58, điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Xử phạt Bùi Thị Lệ Phi 8 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thời hạn tù tính từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, cấm bị cáo làm công việc liên quan đến đấu thầu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Căn cứ khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự 2015, điểm G khoản 1 điều 52, điểm B, F, V khoản 1 khoản 2 điều 51, khoản 1 điều 54, điều 17, điều 58, điều 38 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Xử phạt Cao Minh Chu 7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thời hạn tù tính từ ngày 11 tháng 9 2022. Cấm bị cáo làm công việc liên quan đến đấu thầu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù. Về trách nhiệm dân sự trong vụ án này, Nga có vai trò chủ mưu nên chịu trách nhiệm cao nhất, buộc Nga bồi thường số tiền hơn 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cấn trừ, Nga chỉ còn bồi thường hơn 27,2 tỷ đồng cho Sở Y tế Cần Thơ. Về việc Nga đưa tiền 3,2 tỷ đồng cho Phi và 200 triệu đồng cho Chu, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao điều tra làm rõ hành vi đưa nhận tiền của Nga, Phi, Chu và các đối tượng liên quan khác nếu có đủ căn cứ đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng xét xử kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực đầu tư công cần nghiên cứu rà soát lại các quy trình về đấu thầu, để không xảy ra những việc tương tự như vụ án này xảy ra trong tương lai. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nga 9 đến 10 năm tù, bị cáo Phi 9 đến 10 năm tù và bị cáo Chu 8 đến 9 năm tù, các bị cáo còn lại 2 đến 6 năm tù.